Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Vậy là chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới, năm 2020. Và theo quy định thì người cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Tết dương lịch một ngày. Vậy lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2020 năm nay như thế nào? Người lao động sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày thì hãy cùng với chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Căn cứ vào điểm A khoản 1 điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012, dịp Tết dương lịch năm 2020, người lao động sẽ được nghỉ một ngày là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Theo đó thì ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 rơi vào giữa tuần là thứ tư nên người lao động không được hoán đổi ngày nghỉ, nên sẽ không có kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày liên tục như các năm trước đây và chỉ được nghỉ duy nhất một ngày. Nếu người lao động muốn có dịp nghỉ kéo dài thêm số ngày hơn thì chỉ có thể xin nghỉ phép năm để ghép vào kỳ nghỉ này. Tuy nhiên, cũng có những công việc nhiều người lao động có thể sẽ vẫn đi làm vào ngày nghỉ Tết dương lịch 2020. Vậy nếu đi làm vào ngày nghỉ Tết dương lịch thì người lao động sẽ được hưởng lương và thưởng như thế nào? Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 97 của Luật Lao động năm 2012 và điểm C khoản 2 điều 25 Nghị định 05/2015 ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày. Trong trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng đã bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường. Như vậy, nếu người lao động làm thêm giờ trong những ngày nghỉ Tết dương lịch 2020 có hưởng lương sẽ được nhận khoảng 400% tiền lương của ngày bình thường. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.